Thơ thứ nhất của dân, chương 1 Điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, Điều mắt chúng tôi đã thấy, Điều chúng tôi đã ngắm, Và tay chúng tôi đã rờ. Về lời sự sống, Vì sự sống đã bày tỏ ra, Chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho, Chúng tôi ra truyền cho anh em sự sống đời đời, Vốn ở cùng Đức Chúa Cha, Và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi. Chúng tôi lấy điều, đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em. Hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy. Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng trong Ngài chẳng có sự tối tâm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tâm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chia hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta còn nếu chúng ta xưng tội mình thì ngài là thành tín công bình để tha tội chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác dược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội ấy là chúng ta cho ngài là kẻ nói dối lời ngài không ở trong chúng ta